Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ là mình sẽ sơn móng tay hết các bạn. Thì sơn móng tay á thì mình rất thích sơn ở nhà các bạn. Bởi vì mình có thể là tiết kiệm được cái thời gian cũng như là tiết kiệm được tiền á. Thì bởi vì khi mà mình đi sơn ở tiệm á thì mình đợi rất là lâu ha. Thì cho nên là mình rất thích tự mình làm á. Ở nhà mình có thể ngồi thư giãn rồi đó, rồi ngồi ở nhà vậy đó, rồi có ai rồi nói chuyện rồi cũng được ha. Thì hồi nãy giờ mình sơn được một bên bàn tay rồi, cho nên và bây giờ mình sẽ bên sơn tiếp cái bàn tay thứ hai ha. Thì cái lớp đầu tiên mình đã sơn cái nước đầu tiên rồi các bạn, nước nước bóng á, các bạn thấy không? Rồi và bây giờ mình sẽ sơn giống cái màu này nữa ha, đó giống giống cái màu này. Rồi ok là mình sẽ sơn tiếp nha. Thì cái này mình sơn đó là mình sơn gel á các bạn. Sơn gel thì nó khác với sơn bình thường, là khi mình sơn á, là mình phải đặt vô cái máy á, thì nó mới cứng lại được và nó tiện hơn cái bình thường rất là nhiều các bạn. Như là cái như mình đang sơn như thế này đúng không? Nếu mà nước sơn bình thường á, mình để như thế này ở ngoài á, thì gió rồi nó vô á, nó sẽ đặt cái nước sơn của mình, thì cái lần sau mình sơn là cái nước sơn nó bị cứng, bị quánh lại cứng á, thì sơn nó sẽ không còn đẹp nữa ha. Đó, đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là cái so với nước sơn bình thường á thì mình phải cần thời gian để cho nó khô hết các bạn. Cho nên là khi mà ví dụ mà nó chưa có khô á, cái mình đi làm cái gì á, mình đi rửa tay rửa chân đồ đó, mình đi tắm, mình đi nói chung là rửa chén hay mình làm việc á, thì nó rất là dễ dễ bị tróc á, nó dễ bị đụng vô cái ngóng cái móng rồi nó sẽ bị trầy á các bạn. Đó, đó là cái nhược điểm thứ hai ha. Đó, còn cái này á, với cái này có một cái nước bóng của nó các bạn. Đó, khi mình sơn lên rồi các bạn có thấy không, bóng nước lên rồi, nhìn rất là đẹp ha. Đó, thấy không? Và bây giờ mình sẽ sơn cái nước đầu tiên nha. Đó, thì đây là cái video đầu tiên mà mình post lên cái kênh YouTube của mình á. Thì các bạn xem, các bạn nhớ để lại những vài bình luận cũng như là mình subscribe, mình đăng ký kênh ha, để mình có thể tương tác lẫn nhau ha các bạn. Đó, đây là ngón thứ hai này các bạn. Và cái sơn này á thì nói chung là mình sẽ sơn trong cái khung cái móng á. Đó, khung cái móng như thế này thì nếu mà nó có lem ra ngoài các bạn nên lau ha, lau trước khi mình làm cho nó khô ha. Tại vì khi mà nó như là nhánh lem ra ngoài nhiều á thì các bạn làm cho nó khô đi á, thì cái lớp da với lại cái lớp móng á, cái nước sơn nó dính vào nhau á, thứ nhất là nó sẽ dễ cái nó tróc từ cái lớp da ra, nó dễ dàng tróc ra hơn ha các bạn. Đây mình sẽ được ba ngón này đó. Và để mà cái nước sơn nó đúng theo cái màu của nước sơn của nó thì mình phải sơn khoảng là tầm 2 hoặc là ba cái nước sơn ha, tức là sơn 2-3 lần gì đó ha, mà thường thường người ta sẽ sơn 2 lần ha, 2 lần là đủ rồi ha các bạn. Đó là nó sẽ ra cho ra cái màu sơn đúng so với cái màu mà sơn thực tế của nó đây nè. Đó. Còn nếu mà các bạn sơn chỉ một nước thì tất nhiên nó sẽ lợt hơn, nó lợt hơn thì nó sẽ không ra giống cái màu như thế này ha. Rồi, tại vì cái này là tay phải á, mình sơn tay trái thì nó không có quen á. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái chỗ nào nó lem ra ngoài thì mình sẽ tém nó đi ha, tém nó đi bớt. Rồi, okay, sơn là xong rồi đúng không các bạn? Và bây giờ mình sẽ làm khô nó là mình sẽ đặt vào cái máy ha. Và đây đó, người ta gọi như thế là sơn gel ha. Đó thì sơn như thế này mình rất thích các bạn, tại vì cái tính năng nó rất là nhanh, mình chỉ để cho cái máy á, xong rồi nó khô lại rồi bắt đầu là nó khô queo luôn nè. Đó, mình có thể đụng nó bình thường, rất là bình thường, rồi mình có thể làm bất cứ việc gì sau đó ha. Đó thì mình không sợ nó bị tróc như là những cái nước sơn bình thường ha. Đó, thì nó chỉ hơi lâu là mình phải đợi để mình làm cho nó khô vậy thôi, nhưng mà nó sẽ rất là thích
thì sau đó là mình có thể di chuyển, mình có thể làm bất cứ những gì mình thích thích mà mình không có sợ nó bị tróc bị lem ra ha. Thì thường là mình sẽ sơn như thế này, mình sẽ sơn là bốn nước các bạn. Một nước đầu tiên, cái nước màu trắng trắng đầu tiên nãy mình sơn á, rồi mình sẽ sơn hai nước màu lên đó. Nước màu đầu tiên mình làm cho nó khô, rồi tới nước màu thứ hai mình sẽ làm nó khô, rồi một màu nữa, màu cuối cùng đó, đó là cái nước bóng ở trên đó các bạn. À, và bây giờ mình sẽ sơn cái nước thứ hai lên nha các bạn. Đó, mình sẽ sơn cái nước thứ hai lên, rồi sau đó mình sẽ làm cho nó khô tiếp ha. Và sắp xong rồi đó. Thì nói chung là mình làm nó cũng hơi chậm ha, để cho các bạn cùng xem luôn. Mà thường mình sơn cái bàn bên phải nó sẽ không được đẹp hơn, tại vì cái bàn bên trái nó không có thuận đó các bạn. Đó. Và bây giờ mình xong rồi mình sẽ bỏ vô máy tự ha, rồi mình sẽ đợi một xíu rồi ha. Thì mình mới sơn một cái nước thứ hai lên rồi các bạn. Và bây giờ cái này là bên đây là cái nước bóng nè, đó các bạn thấy bên này bên bên trái đã sử dụng nước bóng rồi, còn bên phải là chưa nè. Nhưng mà cái nước sơn của nó giống giống uống uống vị là nó trắng, nó sẽ bóng rồi các bạn, cho nên là nhưng mà mình vẫn phải sơn nước bóng ở ngoài để nó bảo vệ cái nước sơn ha. Rồi mình sơn đó. Thì cái nước bóng này nói chung là các bạn cũng phải để ý á, tại vì nó cái nước nó trong suốt á, thì nhiều khi mình sẽ lấy nhiều nước nước sơn quá nhìn nó sẽ không có đẹp ha. Nói chung là cái gì là mình sơn cho nó vừa đủ thôi, đừng ít quá cũng đừng có nhiều quá ha các bạn đó. Rồi và bây giờ mình đã sơn xong các bạn này rồi các bạn đây đó, và bây giờ mình sẽ để vào cái máy ha, để cho nó làm khô lại ha. Ok. Và bây giờ mình sẽ đợi một xíu ha các bạn, để cho cái nước sơn nó được cứng lại. Rồi, ok. Xong rồi nè các bạn. Đó, giờ các bạn có thể nhìn thấy được cái màu sơn khi khi mà mình đã hoàn thành rồi ha. Đó, cái màu sơn như thế này ha. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem đây cái màu như thế này. Đây. Đây, đó các bạn thấy không? Rồi, ok, và bây giờ mình phải dọn dẹp cái đống này để mình đi tắm đây, chiều tối rồi ha. Rồi, hẹn gặp lại cái video sau nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha. Và các bạn nhớ subscribe cái kênh YouTube của mình ha. Rồi, ok.